Những lần hóa phản diện màn ảnh đỉnh chóp của dàn lưu lượng Hoa ngữ, đập tan định kiến không biết diễn, Nhiệt Ba, Dương Dương đều xuất sắc, mà sao giờ lại quá giàu. Khi nhắc đến dàn lưu lượng bây giờ, đa phần khán giả đều tỏ ý ngao ngán vì diễn xuất quá chán, chỉ biết sống dựa vào ngoại hình và danh tiếng sẵn có. Thế nhưng, bạn có biết là ngày xưa, họ cũng từng có những khoảnh khắc bùng nổ diễn xuất khi hóa phản diện màn ảnh không? Ví dụ như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Dương này, xem họ của hồi ấy, bạn sẽ càng thấy tiếc nuối hơn nó. Châu Dã. Nhiều bạn cho rằng Châu Dã nổi lên nhờ vai Cố Tương trong Sơn Hà Lệnh Nhì. Không đâu nha, chính nhân vật Ngụy Lai trong Em Của Thời Niên Thiếu đã đưa Châu Dã đến gần với khán giả hơn nó. Châu Dã đã thành công hóa thân thành thiên kim vừa giàu vừa giỏi nhưng lại bá đạo ngang ngược khiến nữ chính Trần Niệm rơi vào chuỗi bi kịch. Khi ấy, dù vẫn là người mới trong nghề, ấy vậy mà nữ diễn viên chẳng hề lép vế khi diễn cảnh đối đầu giữa cô với đàn chị Châu Đông Vũ đâu nhé. Rồi chẳng hiểu vì sao Ngụy Lai đầy linh khí của ngày xưa đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một Châu Dã với lối diễn khoa trương, khóc mà như cười. Bởi thế mà các bộ phim cô đóng chính đều flop, lại còn bị đánh giá kém nữa đó. Trần Đô Linh. Dù không phải là dân nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng nghiệp diễn của Trần Đô Linh lại cực kỳ suôn sẻ. Từ tác phẩm Đầu Tay, cô đã được làm nữ chính của Tay Trái rồi nổi đình đám. Tiếp theo đó, nữ diễn viên lại được đảm nhận vai chính trong Thất Nguyệt và An Sinh, cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, nhưng lần nào cũng bị la ó vì diễn xuất nhạt nhòa, chỉ gánh nổi vai trò bình bông màn ảnh mà thôi. Ấy vậy mà khi hóa ác nữ Thiên Hoan trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh lại lấy được thiện cảm của khán giả mới lạ chứ. Sở hữu giao diện của một Bạch Liên Hoa, ấy vậy mà cô vẫn diễn ra nét tàn nhẫn, lạnh lùng và mưu mô gian xảo của vai phản diện. Chắc Trần Đô Linh cũng nhận ra điều này nên chẳng cố chấp làm nữ chính nữa. Dương Dương. Khi nhắc đến những vai diễn xuất sắc nhất của Dương Dương, đảm bảo nhiều người sẽ gọi tên Hứa Dực trong Tay Trái nhỉ. Thật ra, trong năm 2015, Dương Dương còn góp mặt trong Bạo Tẩu Thần Thám với vai phản diện Chiêm Sĩ Ngô nữa đó. Dù phim mờ nhạt, nhưng diễn xuất của anh chàng thì không. Hóa phản diện với giao diện bá đạo tổng tài, Dương Dương đã không dầu mỡ thì chớ, còn diễn ra nét bất bình thường, cố chấp của nhân vật. Rồi từ khi trở thành lưu lượng Hoa ngữ, Dương Dương lại sa đà vào hành trình diễn kém không lối thoát. Bất kỳ ai xem loạt phim mới của anh chàng này đều có chung cảm nhận, anh ấy như sợ có biểu cảm sẽ làm mất đi vẻ điển trai của mình. Lối diễn gồng da rẻ đã biến Dương Dương thành giàu vương thế hệ mới. Rồi khi nào anh chàng này mới chịu tỉnh ngộ đây? Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba có đến hai dự án mới được ra mắt khán giả là Công Tố và An Lạc Chuyện. Được kỳ vọng cao là thế, nhưng mỹ nhân Tân Cương lại gây thất vọng khi nhập vai rất mờ nhạt. Trong Công Tố thì cô bị đánh giá là diễn giả chân, không hề ăn nhập với dàn diễn viên thực lực khác. Ở An Lạc Chuyện thì cô bị nhận xét là giàu khi cố diễn ra hình ảnh trại chủ bá đạo. Hai dự án chính diện của Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị mờ nhạt, nhưng vai diễn cũ là Tống Tử Hàm trong Nấc Thang Tình Yêu lại gây bão trở lại mới lạ chứ. Trong phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa phản diện là một thiên kim vì yêu mà chẳng từ thủ đoạn. Hồi ấy, không chỉ diễn ra được cảm xúc ghen tị và tàn nhẫn của nhân vật, những cảnh khóc của cô cũng được khen rất nhiều, chẳng lắm tranh cãi như bây giờ đâu.